mini đại đến từ thương hiệu Victor, có model là Victor Z7 MD. Lo theo dàn là Victor S7 MD. Lo 3 đường tiếng, bass của lo là 14cm, bass to nhất trong phân khúc mini đại. Chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang cả bộ dàn là 55cm. Bộ dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 35m2. Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vừa lòng đường cánh nhằm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V, hoặc là có nhu cầu gắn vào Bluetooth phía trong âm ly, thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Victor lúc nào cũng vậy, cho chất lượng âm thanh rất là nịnh tay, bass drop rất là đầy đủ, nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen, remix không lời, tất cả đều hay. Chức năng chính của bộ dàn này là đĩa CD hoạt động ok, đĩa MD không đọc. Phía sau dàn có ngò ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 108 bắc full Đài Việt Nam. Và bây giờ em sẽ test radio cho các bác tham khảo. Mình nhắn vào đây để test nè, FM nè. Còn nếu mình muốn qua AM á, thì mình nhắn tiếp tục, thì sẽ qua AM. Chỗ nào cũng vậy. Nhiều người kinh doanh xe máy và khách mua xe đều cho rằng các quy định trong thông tư 24 còn nhiều điểm phức tạp, tốn nhiều thời gian khiến khách hàng ngần ngại khi mua hoặc đổi xe. Nhiều trường hợp người mua xe mới phải đợi hơn 1 tháng để bấm biển số thay vì chỉ mất khoảng 1 tuần như trước đây. Còn đối với người mua xe cũ muốn rút hồ sơ sang tên kéo dài từ 15 đến 40 ngày, giấy tờ thủ tục phức tạp, định danh biển số phải đi lại nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư 24, trong trường hợp không có giấy tờ mua bán xe hoặc có giấy tờ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn cho người mua. Sau đó, cơ quan đăng ký sẽ thông báo tới chủ xe cũ tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký, kèm xác minh tại các đơn vị. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp khiếu kiện, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục thu hồi. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000 nhận hàng thanh toán số tiền còn lại giảm phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên vàng. Nếu các bác không có muốn lấy remote học á, thì em sẽ tặng cho mình một cái anten để mình nghe được radio AM hoặc là FM. Em vừa test một đoạn nhạc không lời và tiếp theo mình sẽ nghe một đoạn nhạc vàng có lời. Bát á, đánh rất là dày và lực, nên em chỉnh ở mức số 1 thôi. Còn gu của mình á, thích bát sâu hơn nữa, thích chắc hơn nữa thì mình chọn bát ở mức số 2 giúp em. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về. Bộ dàn này chất lượng hay nghe hay xuất sắc, không có điểm gì chê hết. Nếu các bác ưng ý thì mình mua thôi. Lo 3 đường tiếng nè, bát đánh rất là chắc và sâu. Bát lên tới 14cm, chỉnh được bát 2 mức, chỉnh được lọc âm equalizer. FM tần số là 108 mà màn hình nó chỉnh màu được nữa. Rất là nhiều chức năng trên bộ dàn này. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân trời. Công suất của âm ly là 65W, công suất lo là 100W trên cặp lo. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Nghe radio thì mình cắm anten vào vị trí này. Nghe ao ý cái nó điện thoại, TV, máy tính thì mình cắm dây vào vị trí này. Và bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác cần mua hàng hay là cần tư vấn, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, giao hàng tận nhà. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bảy nhà. Bộ dàn này chất lượng thanh vừa hay mà trưng bày vừa đẹp nữa. Và giá thành rất là mềm, chỉ có 1 triệu ngoài thôi. Thấy gần, ngủ trên